Vâng, kênh đồ cũ xin chào các bác. Trong video ngày hôm nay, cửa hàng sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cổ xưa từ năm 1960 đến từ thương hiệu Enika nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và cụ thể chi tiết về chiếc đồng hồ này thì em sẽ giới thiệu với các bác trong video này ạ. Đây là bộ máy bên trong của đồng hồ Enika qua mã E118 mà cửa hàng kênh đồ cũ giới thiệu ngày hôm nay ạ. Như các bác có thể thấy ở đây là bánh răng đồng hồ vàng. Phần bộ máy bên trong trừ những bánh răng thép này ra thì còn lại là được mạ vàng rất là đẹp và sáng. Đây là một mẫu đồng hồ Enika cổ, hiện tại đã được khoảng trên 50 năm tuổi và tình trạng máy còn nguyên bản và rất là tốt. Thì đây là phần nắp sau của đồng hồ này. Đây là đồng hồ Enika thuộc dòng đồng hồ, em sẽ quay lại gần để các bác có thể nhìn rõ này. Dòng đồng hồ này là Ocean Pier. Đây, cái dòng chữ Ocean Pier này dịch ra là Enika Ngọc Biển. Enika Ngọc Biển với biểu tượng là chú cá heo ở trên biển này. Đây ạ, phần nắp sau của đồng hồ đây các bác này. Đó, Enika này, Thụy Sĩ. Máy đồng hồ rất là đẹp, sạch, nguyên bản, tình trạng hoạt động tốt. Rất là hiếm để tìm được một chiếc Enika mà cái phần bộ máy bên trong nó lại đẹp như thế này. Về thương hiệu đồng hồ Enika thì các bác yêu đồng hồ, các bác đã tìm hiểu về thương hiệu này thì các bác có thể biết là Enika là một thương hiệu được rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, ra đời sớm từ những năm 1914 và được biết đến là cái thành viên mà ra đời sớm nhất trong làng đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng. Và cho tới ngày nay thì thương hiệu đã trải qua hơn 100 năm lịch sử. Và ngay từ những mẫu đồng hồ đầu tiên thì Enika đã được những cái khách hàng rất là khó tính, họ ưa chuộng. Và từ đó đến nay thì những chiếc đồng hồ Enika thì đã có mặt trên hàng chục quốc gia trên thế giới và đến với hàng triệu khách hàng. Phần mặt trước của đồng hồ Enika đây ạ. Mặt trước, kính và núm của đồng hồ này là nguyên bản của bác nhé. Tất cả đều được khắc thương hiệu của Enika. Đây, phần kim có một chấm đỏ rất là đặc trưng này. Kính Mica cổ. Đây, các bác có thể quan sát cái phần vỏ giúp em, là phần vỏ của đồng hồ trải qua một năm tháng rất là lâu dài như vậy, nhưng mà phần vỏ gần như là không bị tổn hại gì cả. Có vài vết chảy xước nhỏ, không ảnh hưởng đến cái vẻ ngoài của đồng hồ này. Đây là thông số của đồng hồ Enika 1605402 này. Enika Ocean Pier, Ngọc Biển. Phần biểu tượng cá heo và biển này được khắc nổi này. Cái phần nắp có cái hình đa giác rất là đặc trưng của thương hiệu Enika. Thương hiệu Enika thì ở Thụy Sĩ nổi tiếng về cái sự bền bỉ và có rất là nhiều cái thử nghiệm về mặt vật lý đối với chiếc đồng hồ Enika. Các bác có thể tìm hiểu chi tiết về đồng về thương hiệu này ở trên các phương tiện mạng. Có một cái câu chuyện đó chính là cái nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest thì ông ấy đã chọn chiếc đồng hồ Enika để làm cái người đồng hành, để làm cái bạn đồng hành với ông ấy. Và sau khi mà ông ấy trở về, những chiếc Enika đó đã được lưu giữ ở trong viện bảo tàng. Hay là một cái câu chuyện khác là về những dòng đồng hồ chronometer chống nước tuyệt đối của Enika thì cũng đã được kiểm nghiệm là trong cái chuyến vượt biển dài 50 ngày của Đại Tây Dương vào năm 1957 thì con tàu Mayflower 2 cũng đã gắn một chiếc Enika trên cái bánh lái dòng chronometer. Và sau 50 ngày thì khi mà người ta mang cái chiếc đồng hồ lên thì vẫn thấy rằng nó hoạt động hoàn toàn chính xác. Và hiện nay thì chiếc đồng hồ đấy cũng đã được lưu giữ tại viện bảo tàng của Thụy Sĩ, là viện bảo tàng Enika của Thụy Sĩ. Cho những cái chi tiết đó để có thể cho thấy rằng là cái bộ máy của Enika rất là nổi tiếng về sự bền bỉ và bền bỉ trước tác động của thời gian, trước tác động của sự thay đổi nhiệt độ hay là trước tác động của khí hậu biển. Và đây là một mẫu đồng hồ Enika cổ các bác nhé. Mẫu Enika cổ em nhắc lại là nó ít nhất là trên 50 năm tuổi rồi. Nó rất là khó để tìm được mẫu Enika mà trong cái tình trạng của nó, về kim, về mặt máy, các thứ nguyên bản và tình trạng vẫn còn tốt như thế này.
về chiếc Enica này thì em sẽ nhắc lại là máy cơ 17 chân kính, máy mạ vàng. Máy thì em đã mở ra từ phần đầu video rồi, núm mặt new zin, phần dây là dây da, thì dây da này là được lắp mới. Mã của đồng hồ là E118 này. Các bác cần thêm thông tin hình ảnh chi tiết của đồng hồ thì vui lòng inbox và Zalo cho cửa hàng Kim Đồ Cũ 0936050424 ạ. Đồng hồ chuyển động rất là mượt mà và tốt này. Máy mạ vàng rất là đẹp. Cửa hàng Kim Đồ Cũ bảo hành 1 năm và miễn ship trên toàn quốc các bác nhé. Thì em có hai hình thức thanh toán. Các bác có thể chuyển khoản hoàn toàn hoặc là đặt cọc thông qua số tài khoản ngân hàng từ 100.000 trên đơn hàng, thì cửa hàng sẽ ship đồng hồ thông qua bưu điện cho các bác. Các bác nhận hàng để kiểm tra hàng và đúng đồng hồ thì các bác sẽ thanh toán cho bưu tá số tiền còn lại ạ. Về mẫu đồng hồ Enica này thì các bác có thể tìm các thông tin ở trên mạng bằng cách là gõ chữ Enica, E-N-I-K, 17 Starriwell, Ocean Pier để biết thêm những cái thông tin về chiếc đồng hồ này các bác nhé. Và hiện tại thì cửa hàng Kim Đồ Cũ là có thứ nhất là mẫu đồng hồ Enica này vừa mới về tại cửa hàng. Thì các bác có yêu thích thì vui lòng inbox Zalo 0936050424 cho cửa hàng Kim Đồ Cũ ạ. Ngoài kinh doanh mảng đồng hồ thì cửa hàng Kiên còn kinh doanh thêm xe đạp với thương hiệu là Kiên xe đạp. Thì các bác yêu thích các mẫu xe thể thao, xe địa hình, các bác nên Google gõ Kiên xe đạp để tìm hiểu thêm các mẫu đồng hồ, các mẫu xe đạp mà cửa hàng Kiên đang bán. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.